con đang kê lên, không kêu mày đâu, kêu con đang kê lên chân lên đấy, kê lên dọc người nó đỡ. Ví dụ mà đến dây thì cho lên đấy thì nó ấy hơn, nó thoáng hơn. Em sợ to nữa mà không kêu là bị nổ đâu. Tại vì phòng trong mình ở kín mình không nghe thấy gì đâu. Hả? Ở trong mình kín nhé. Nên nó không nghe thấy gì đâu. Chứ nó bùng tới hàng sao gì đó. Là gì nhỏ. Nhưng mà máy này nó kê lên nó kê hả? Nhưng mà có ảnh hưởng nhạc cái bên không? Không. Mệt nó nghe. Ừ. Sao là ảnh hưởng nhạc cái bên thôi. Không biết cây nhà đó, sát cây nhà đó. Vô tường là nó êm rồi, chứ còn mà để lên to là cỡ nào nó cũng siêu. Coi vậy kìa, chị Lo cũng có kinh nghiệm dữ ta. Trước ở bên nhà chồng của nhà con á. Dạ. Kê ba cái này ra nè, nó kêu trời ơi. Mệt rồi. Hỏi ngủ. Mình có trải nghiệm rồi là mình có kinh nghiệm ha. Kê lên kêu. Hả? Kê lên to nó kêu rồi. Cái máy này nó chạy mạnh mà. Đúng rồi. Nếu mà để lên trên này để lên được. Đây mình ở đây chỉ là lên đó rồi khỏi đâu. Chỉ nóng nhà mà. Hả? Chỉ nóng nhà luôn. To luôn á hả? Đúng rồi. Không, không kêu lắm anh, kêu lắm thôi chạy đi. Nè, ví dụ giờ bắt nó thẳng lên đó cũng được. Đó, cái dây. Cái thẳng đó được. Ủa mình còn miếng giả 3D nào không? Giả 3D. Cho ập cái miếng giả, miếng tường giả bên đó luôn. Gác cái này vô nè. Miếng thần đó hả? Miếng giống như nhìn cái khung. Nhưng mà làm thế nó phải chạy chân mấy cái khung sắt đi. Đây cắm cây. Và đây khoan lên cây này thì mới treo, bắt đầu cắt một cái cây. Bên này nó cái kia nối xuống thì treo cái này lên. Thì em đang tính thì em làm cái gì đấy? Xem cái kính như nào, xem cái kính đứng cái thang nó đo rồi. Cho lên máy phone rồi, lúc cho thoải mái, đây nó ở đây không có ở đúng không? Mình chủ văn phòng nhưng mà cái máy mình để khúc này nó cũng không ổn lắm. Em kê chân thì không ổn lắm đâu. Mà nó cách chân cao này, thì ở trong này cũng không ảnh hưởng. Ảnh hưởng người ta không? Không, có đặt suốt đêm suốt ngày, suốt đêm không? Chứ bật cả đêm không? Không, đêm có đêm. Đêm thì không ảnh hưởng ý. Chị tưởng chị ở đêm thì làm gì đây thì nó mới lấy cho bình thường ban ngày thì tiếng đâu có kêu. Đêm đấy nó đẹp hơn. Trẻ không thấy. Cả đấy nó nóng luôn. Người ta kêu ồn mà thôi để coi cái tòa. Vâng. Chứ sao? Cái này cái đơn nhà này người ta để làm suốt ngày có phải ban ngày người ta để biết ngoài. Bên này là cái kho á chị. Bên đây là cái kho. Kho để mấy cái bán mấy cái hộp xốp rồi kia nãy em thấy lấy ra. Ngày trồng nó để ngoài hết chứ luôn. Nắng rửa máy thì phải bắt thang lên thôi. Cái là nắng quá các nào. Không, người ta để thang mà. Mưa nắng là nó nghe thì anh rửa máy, người ta tính cái rửa máy dành phải để sao mà được nữa nước. Để đây thì sau này nước nó chảy xuống bà này là nó mát nha. Mình thôi, nó mình thôi, tại để đây, mình không để đây thì nước kiểu gì nó vẫn xuống đây. Cũng như thế à? Nhưng cái đằng sau người treo kia sau này rửa máy tàn lớn phải tháo hết cái ra phong ra mới rửa đấy. Không, không, ví dụ mà đó là phải thiết kế một cái đường ống
Chưa nói dữ đâu. Đây chị không lo thì đang hướng dẫn mấy anh làm thêm nữa nha. Nói chung là chị Hồng Loan đã trải nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi, nên đôi khi là phải cho nó chỉnh chu hơn. Nói chung là chị không muốn khi ví dụ là liên quan đến cái lăn cạn, lăn cạn về gần bên đó cả nhà. Đôi khi bỏ máy thì nó chui, nó ảnh hưởng rồi nó chạy, nó rung chuyển. Mình cho nên mình rất không tha luôn. Đúng rồi, mấy anh có đồ nghề vậy rồi. Nè mấy anh có đồ nghề sẵn nè chị. Chùm lên xịt thôi. Chảy xuống. Trời ơi, đã vậy? Mới mà. Đi về. Hả? Chạy lên.